Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, một sản phụ sinh non 34 tuần áp dụng theo trào lưu thuận tự nhiên, từ chối mọi sự can thiệp của bác sĩ đã khiến cho trẻ bị suy hô hấp, nguy cơ tử vong. Sản phụ H tại thành phố Hưng Yên mang thai ở tuần thứ 34, có dấu hiệu chuyển dạ, nhập viện lúc 3 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2023. Bé trai sinh non nặng 2,3 kg, khóc yếu, thở rên, được chẩn đoán suy hô hấp, nhiễm khuẩn, tiên lượng xấu, cần được điều trị tích cực, thở máy, truyền dịch, tiêm vitamin K phòng xuất huyết não. Tuy nhiên, do áp dụng trào lưu thuận tự nhiên, gia đình bé đã từ chối mọi can thiệp của bác sĩ, yêu cầu xuất viện, thậm chí còn ký giấy cam kết tự chịu trách nhiệm khi xảy ra trường hợp xấu. Chỉ đến khi bác sĩ kiên quyết giải thích nếu không được điều trị kịp thời, bé sẽ có nguy cơ tử vong, lúc đó sản phụ mới đồng ý để bác sĩ can thiệp. Em bé được cấp cứu kịp thời, hiện đang được theo dõi tại khoa sơ sinh bệnh viện. Thuận tự nhiên, bé đầu nó khỏe mạnh thì bé này cũng thế, bởi vì sinh ra nó cũng khóc và nó cũng hồng hào, thì em cũng không muốn cho con em tiêm vaccine. Như bé lớn nhà em cũng thế, em không tiêm, để cho nó có kháng thể tự nhiên ấy. Quan điểm thuận tự nhiên của sản phụ trên không nhận được sự đồng thuận của những bà mẹ khác. Tôi chưa nghe đến cái trường hợp mà thuận tự nhiên như vậy. Và nếu là tôi thì tôi cũng không ủng hộ cái cách làm như vậy. Tôi đã lên đây là tôi tin tưởng hoàn toàn vào bác sĩ. Tôi không đồng ý với cả quan điểm không dùng vaccine ấy. Tại sao mình lại không hưởng một cái nền y học hiện đại như thế mà lại đi lại ngược lại về cái thời xa xưa như vậy? Thuận tự nhiên là một trào lưu xuất hiện gần đây khi mà sản phụ bác bỏ mọi sự can thiệp của y tế để tự mình sinh và nuôi con. Phương pháp này được truyền bá trên một số trang mạng không chính thống, trong đó không nêu rõ những nguy hiểm có thể xảy ra cho sức khỏe của sản phụ và thai nhi. Khuyến cáo các bà mẹ cần phải có cái kiến thức nhất định về sinh nở và mang thai và cần phải nghĩ đến an toàn cho chính bản thân và cho đứa con của mình. Khi sinh nở thì cần phải có sự hỗ trợ của nhân viên y tế có chuyên ngành và việc khám quản lý thai nghén và sinh con nên được thực hiện tại các cái cơ sở y tế chuyên khoa. Theo quy định Bộ Y tế, trẻ sinh ra cần tiêm các cái mũi vaccine cần thiết trong vòng 24-72 giờ sau sinh.